Tôi rất là mến một anh chàng mà ở trên một cái đài mà Cali Today, mà anh chàng này có một cái tên gọi là Andy Phạm hay Andy Nguyễn thì không biết nữa, nhưng bạn nói rất cái dễ thương. Thì theo nguồn tin mà cứ hàng ngày, ngày hôm qua mình kêu tôi mới gì coi thì ảnh mới nói như vậy. Nói chung thì tất cả ở tiểu bang California nói riêng thì đầu tiên áp dụng một cái luật là có nghĩa là cấm bán những cái loại xe chạy động cơ bằng nhiệt điện, có nghĩa là bằng động cơ nổ, để sắp sửa bước vào là coi như là chạy những cái loại năng lượng sạch đó. Thì hình như bây giờ là mấy công ty mà của xe hơi mà máy nổ mà chạy bằng xăng lửa, xăng dầu vậy là coi là chắc chết rồi. Cái đó không biết nó qua từ đó, đó thứ nhất. Thứ hai nữa thì anh đi nói là kinh tế của nước Mỹ hiện giờ đang lao đao, và hàng hóa thì tất cả mọi cái đều tăng cao và tăng cao xăng là cổ rồi, nói chung là tất cả vật giá đang leo thang, khan hiếm. Khan hiếm rồi tăng cao nữa. Vì cái chỗ đó khan hiếm mà cái chuyện người Mỹ đây, cái chuyện người Mỹ bây giờ tôi ngừng anh đây rồi, mình ở đây từ đầu mùa đến giờ đó, cái chuyện là khan hiếm hàng hóa người Mỹ là họ rất là khó chịu anh, người dân là họ rất là khó chịu. Việt Nam mình khan hiếm thì cũng quen rồi anh, Mỹ mà khan hiếm nó khó chịu lắm. Tôi không biết là đến khi mà họ khó chịu như vậy thì nó sẽ có chuyện gì anh. Thiệt sự mình, nhưng mà rõ ràng là cái chính phủ Hoa Kỳ này bây giờ họ chia làm đôi, họ coi như là không có thằng, họ không có làm việc cái đảng, họ không có làm việc với nhau anh, họ bây giờ nó chống phá nhau không mà kinh thật đấy ta. Người dân Mỹ họ quẻ thật đó, họ chống, họ không làm việc luôn, bất hợp tác luôn, kinh hồn. Năm mấy ông thượng nghị sĩ bên dân chủ, bên cộng hòa dễ sợ thật đấy. Có nghĩa là quốc gia họ nó một cách đôm na theo cái kiểu người dân thuần Việt mình, có nghĩa là họ không lo cho dân chúng mà họ chỉ lo cho bản thân phe phái gì đó. Mình cũng hiểu đó, thì họ lo cho phe phái thôi. Có nghĩa là đụng cái dân chủ với cộng hòa với dân chủ mà thì anh khổ ghê. Có nghĩa là họ bỏ đó rồi, cái cha tụi mày làm còn tao rồi giữ ghế, một người thật là khổ, một người hay thật. Lần đầu tiên mình thấy họ phân hóa một cách sâu sắc như vậy. Đó, anh dùng cái chữ đó tôi rất là hài lòng. Có nghĩa là ngay bây giờ, hôm trước cũng đã nói rồi, cái nền dân chủ của Hoa Kỳ từ hồi xưa giờ ai cũng tự hào cả, nhưng mà nó đến một cái đỉnh điểm gọi là hiện gì đó phân hóa mẹ rồi. Có nghĩa là nó không còn nó phân hóa luôn rồi, từ ông Donald Trump rồi bên cộng hòa rồi bên dân chủ là họ đang gấu xe với nhau và họ đang tranh giành quyền lực, và chẳng cái con ra không có ra đám ôm gì cả. Thậm chí bây giờ anh nói nghe là tôi nói cho anh nghe là thậm chí cái vaccine không đã phân hóa rồi. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là một bên thì ủng hộ, một bên thì chống, và bây giờ tất cả có một cái bên dân chủ thì phải, bên tiểu bang tôi cũng vậy. Có nghĩa là bây giờ những người nào mà đi vô làm việc những nơi công sở đó mà không tiêm vaccine thì họ sẽ bị đuổi việc đấy. Nhưng mà nó cũng có những người là mày đuổi tao không chết là bị tao đồ kỳ cống đồ quái đản, nó đi different, nó ngược với là cái người Việt mình. Sao người Việt mình là cái người Việt mình thì mong chờ có đủ vaccine để mà chích, thì ngược lại thằng Mỹ này là không chịu chích, và những cái lý do không chích rất là buồn cười. Nó buồn cười ở cái chỗ là người ta thấy nước Mỹ chết như rạ như vậy mà nó chưa sáng con mắt ra, nó buồn cười chứ. Và ý tôi muốn nói cái điều này, cái người dân Mỹ họ cuồng một cách là thái quá. Thí dụ đằng này không ạ, cuồng về cái lời, những cái lý lẽ của bên cộng hòa, chẳng hạn như ông Donald Trump thí dụ như vậy. Nhưng mà ông Donald Trump nó không có gì đâu, nó chỉ bệnh cứ một bình thường thôi, không có lo gì vậy. Tao không có thèm đeo khẩu trang, dục ra bên là tự nhiên những người đám cuồng Trump họ bắt chước, họ đi theo, họ tôn sùng cái sự thần tượng của họ. Rồi có những người vào bệnh viện thở oxy, lúc đó thì hối hận. Mà hối hận thì đã muộn mẹ rồi, rồi xuống dâm phủ. Rồi ngày hôm qua tôi mới đưa lên một cái clip mà ở bên ở Montana, mà ở trong cái phòng cấp cứu, anh thấy không, rất là thảm, nhưng mà họ không sợ. Ông ơi, tôi thấy ngộ ghê. Cái người mình hiểu ấy. Cái chuyện là mấy người lãnh tụ họ điên khùng, cái chuyện của họ, chuyện người dân tôi không hiểu anh. Bây giờ tôi nghĩ đến bây giờ, tôi nghĩ còn khoảng chừng 6-70 triệu dân Mỹ đủ loại người, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng, đủ loại người không trích, nhất định không trích, không hiểu lý do tại sao mắc cười đấy. Mà bây giờ tôi rồi mà không phải riêng người Mỹ nha, người Mỹ Việt Nam ở trong khu nhà tôi biết. Bây giờ tôi mới dám nói, ngày xưa từng nghe đồn thôi, bây giờ tôi mới dám nói. Tệ đến mức độ như vậy. Mới hiểu chăng? Họ những cái mình hiểu. Nhưng mà có một điều thế này là một điều thấy là mình biết, mình nhìn thấy mà anh nói chuyện khan hiếm hàng hóa đó. Mỹ mà tôi biết anh cái xã hội mà họ chỉ vậy thôi, họ không có khó, thiếu là khó chịu lắm. Nổi loạn bây giờ đó chứ phải không? Có nghe nói là giấy toilet, giấy đi cầu mà bển nổi bây giờ mua hạn chế luôn, mua mỗi người đúng rồi, mua nữa. Thấy thảm rồi đó, thấy thảm rồi đó. Có nghĩa là mình thấy cái kinh tế Mỹ thảm rồi đó, rồi bây giờ thì nói một cách khác hơn nữa là cái tình hình kinh tế Mỹ hiện giờ đang lạm phát, chắc chắn là đang lạm phát, và nghe nói cái tiền Social Security là cái tiền già sắp sửa đi lên, được lên tiền, đúng rồi, được tăng lương để bù đắp lại cái sự lạm phát đó. Thì nói một cái khác hơn nữa thì nước Mỹ hiện giờ đang đứng trên một cái bờ vực và bên bờ vực thẳm mà không biết đâu, thẳm không biết đường nào bò. Nhưng mà có cái điều này người ta dám nói là hình như là cái đáo hạn mà đáo hạn vay nợ của cái vay nợ đó bây giờ lạng hoạng là nó vỡ nợ đó, nó nhiều cái lắm. Hiện giờ ở nước Mỹ á, không biết được đó, bây giờ là nước Mỹ là cái thảm họa. Mình nói này, mình đây thì mình nó vui nha, ngay bờ biển của hình như là ở đâu ta, quên mẹ là ở đâu rồi, mà cái công ty dầu gì đó phải là bể ống dầu và đang tràn và dầu thô đấy tràn ngập bờ biển. Ôi sao kỳ ta, sao nó không ai đi biểu tình hết trơn vậy ta, đi biểu tình đi cái trời, đủ phải bồi thường thiệt hại rồi đủ đó. Rồi cái đấy anh nói cái chuyện đó mình nghĩ là rồi nói trở lại mấy ông Việt kiều bên này thấy mình ở đây ra thấy mình cư xử mà so với những cái dân khác mình cư xử tệ lắm, mình cư xử với nhau rất là tệ. Cái tội thấy nhiều khi là thấy tội nghiệp với Việt Nam mà thôi mình có thấy tội nghiệp quá. Thấy như hôm qua kia gì này, cái drama cô Phi Nhung cũng ai đâu nó. Anh có biết cái chuyện gì ở Bosa mình cái drama Phi Nhung mang về đi là cãi nhau cái gì không anh? Không, nghe thấy. Tôi không có coi, là tôi cũng không theo dõi là bởi vì nó chung một cách khác. Tôi nói cái là tôi nghĩ là cái nơi mà mình có thể cãi nhau bất cứ mọi nơi nào, nhưng mà không thể nào cãi nhau cái chỗ đám ma cãi nhau. Cãi đâu mình thấy nó sao đâu ha, mình thấy nó sao. Thôi mình nói tư gốc, mình chỉ nói một cách tóm gọn một cách đơn giản vậy là cho anh hiểu. Có nghĩa là ngày xưa và hồi xưa có nhạc sĩ Chí Tài nhỏ tuổi hơn mình, kêu bằng em đi. Ok. Em như cái đó hồi xưa còn thịt để mà chia, tại vì này đem nguyên xác về mà. Nhưng mà Phi Nhung khi đem tro cốt về thì còn tro không mà nó cũng chia luôn, thì tôi nghĩ anh cũng thảm lắm. Thế tôi không hiểu nổi luôn. Tôi nghĩ là cái đám ma mà có những cái chuyện nó xảy, cái chuyện như vậy xảy ra đó là một điều rất là đáng tiếc. Đúng rồi anh, thì tôi nghĩ thì thường mình phải nói mọi coi như vậy. Việt Nam mình có một cái truyền thống rất là nhân văn, là khi người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận, cái đám ma là cái sự đau buồn của gia đình họ, mình nên tôn trọng, mình không đừng đến, bởi vì chuyện đám ma lớn nhỏ chuyện không quan trọng anh, quan trọng là ở chỗ người thân gia đình họ đang đau buồn mất mát người thân, thì bây giờ mình đừng làm những cái chuyện rùi bu nữa. Hay có cái vụ mà livestream còn có vụ độc quyền nữa trời, đụng phải đám ma. Tôi nghe tôi tức cười quá, tôi nói đụng gì vậy, có vụ độc quyền quay phim hả? Thì tại vì họ độc quyền, tại vì cái đó họ có thể khai thác được anh. Thì đó tôi cho nó rồi, còn cho không mà sẽ nó cũng chia được, tôi cũng không biết sao có thịt còn chia, có thể Chí Tài còn thịt, còn Phi Nhung còn cho không mà sao cũng chia, trời tôi không hiểu quá, tôi không hiểu luôn. Thôi bệ hỏi nó, mình không có chính lý, mình ý tôi muốn nói là mình không bổ sẻ cái vấn đề đó nữa, là bởi vì sao tôi thấy nó buồn cười quá, thành ra thôi kệ, tất cả mọi người đều hiểu rồi chứ không riêng như mình hiểu đâu. Nhưng mà có điều để như vậy để chứng tỏ cho anh hiểu rằng ở đây hoặc là ở nơi nào chăng nữa thì cái cộng đồng người Việt mình ở Việt Nam, ở Mỹ này, nó buồn cười ở chỗ đó đó. Có nghĩa là ở chỗ nào họ không có cái sự đoàn kết đó nè, không có cái sự thương yêu, họ chỉ còn được dịp hoặc là có cái gì đó là họ đem rồi họ phanh phui, họ vỗ xẻ, họ chửi đủ á. Bởi vậy tôi trùm lum, tôi nhức đầu á, tôi không lý đâu. Tôi tại gì đó. Mình nói chuyện đám ma ngày hôm nay đó là tại cái chuyện này nó xảy ra ở dưới với mình 4 lần. Mình có ông cụ và cụ ruột, ông cụ và cụ ngoại ở chúng mình, tay mình trốn cất đầy đủ. Thành thử ra mà tôi thấy bởi vậy những cái người Việt Nam mình nó somehow là người Việt kiều á, mình không biết là bắt chước ai mà rồi biến cái dễ biến một cái cuộc đám ma thành một cái vở tuồng chính trị. Đúng rồi. Đó đó, không biết bắt chước ai. Bắt chước Mỹ chứ bắt chước ai? Không hiểu. Bắt chước ai? Cái đám ma mà người ta biến thành thành một cái vấn đề chính trị một cách bẩn thỉu mà tội nghiệp là cái đám ma của Nguyễn Cao Kỳ rồi. Anh biết, anh còn nhớ không? Nhớ. Đám ma của Nguyễn Cao Kỳ. Rồi ông Nguyễn Cao Kỳ tại vô cùng. Tại vô cùng. Chùa gì, chùa Vĩnh Nghiêm thì phải. Đi chùa Vĩnh Nghiêm cũng để được đến về chùa Vĩnh Nghiêm. Thế nói chuyện là anh em mình ở bên này nè, ở bên Bô Sa của tôi đó, nơi ông ấy sống đó, cư xử với ông như vậy. Thì rồi nó tệ quá. Lúc sống không dám giải quyết, đợi lúc chết mang ra nó giải quyết này. Kinh không anh? Thì đó là cái bản chất xấu xa của những người mình không bàn tới nữa, là bởi vì kể cả ông Thiệu cũng vậy thôi anh, cũng không có cái gì. Không, ý mình nói là cái đám ma là cái nơi đó không phải là cái nơi để mình giải quyết cái mối tư thù của mình từ mấy trăm năm về trước. Gì đúng rồi. Không phải là cái nơi mình giải quyết vấn đề. Đám ma mà có cái gì ở đó đâu mà giải quyết vấn đề anh. Nhưng mà họ vẫn đem ra, vẫn đào, vẫn bươi. Thời gian làm đám ma nó rất là ngắn anh à. Nó chỉ chừng một, ở đây giỏi lắm chừng 1 ngày, 2 ngày là hết ra. Tại sao mà mình phải giải quyết ở cái chỗ đó anh? Tại sao mình không để lại phía sau mình giải quyết nếu mà mình có vấn đề? Ý là mình nói như vậy mà. Vì không hiểu lý do này, lý do kia mà mình nhìn thấy rõ ràng ở trong cái cộng đồng mình từ rất lâu rồi. Mình có những vấn đề mình không muốn giải quyết được, mình đợi đến cái lúc đám ma chỉ có 2 ngày, 1-2 ngày đó mình mang ra đó, cái lúc tất cả mọi người đến đó bằng một sự chân thành nhất thì mình mang ra mình giải quyết. Tôi không biết cái đó mình học ở đâu ra, chứ còn tôi biết cái điều đó nó không xảy ra ở chỗ nào. Đó tôi biết chắc chắn hầu như cái xã hội Việt Nam thì không bao giờ có cái thói đó. Theo tôi biết á, từ xưa tới giờ tất cả mọi người thậm chí kẻ thù với nhau, đâm chết nhau hoặc là những gì, họ cũng tới cái ngày đó họ cũng tất cả mọi người ở hàng xóm tới nó kể cả những người sống lân cận thì họ cũng tôn trọng những người đám ma, họ không bao giờ họ làm những chuyện rùi bu vậy. Theo cái xã hội Việt Nam theo tôi biết từ xưa tới giờ. Còn ở Mỹ này thì họ lợi dụng cái đám ma đó, họ biến nó ra thành cái mục đích chính trị. Nó khổ vậy anh hiểu tôi nói. Tại vì chỗ đó thành ra tôi thấy đầu quá. Cái gì họ cũng đem ra, họ cũng nói. Thậm chí bây giờ bỏ cái vụ Việt Nam qua đi, thậm chí tôi nói nghe, bỏ cái vụ đi, tôi không có thích cái ba cái vụ lông côn đó, bởi vì nó khi chàng nói ra thì nó lòi ra những cái bản chất xấu xa của những người này. Kể cả thằng Mỹ cũng vậy thôi. Từ cái thuốc chủng ngừa bây giờ nó cũng đôi chính trị vào, thành ra bởi vậy chứ có cái sự tác hại 700 mấy chục ngàn người chết đấy. Anh hiểu tôi nói không? Nếu mà nó giống như người Việt Nam thì nước Mỹ đã quy hoàng rồi. Trong khi đó anh nhớ kỹ rồi, cái thằng Trung Quốc là bắt đầu phát dịch đầu tiên, rồi tới cái thằng thì Ý cũng phát dịch, thì cái đó rồi còn bên châu Âu cũng vậy. Đúng rồi. Thằng Ấn Độ, là cũng đúng rồi. Nhưng mà ngay bây giờ họ an toàn. Đúng rồi. Trong khi đó cái ông nội Mỹ này là vừa chế tạo thuốc ngừa, thuốc đủ thứ trọi là chết, nhưng mà lại đứng nhất về chỉ số coi lây bệnh và chết chóc. Thấy nó buồn cười mà nó quái đảng chứ đó. Chẳng qua vì bởi vì cả hai cái đảng ông nội mình đó là thuộc dạng đâu có chịu ngồi chung bàn mà hòa hợp đâu. Không, ông này đấu đá ông kia mà cái đầu thôi, nhức cái đầu luôn. Okay. Và mình nhắc lại cái chuyện một chút xíu về là tình hình nước Mỹ bây giờ thì về vấn đề kinh tế thì đang lao đao lạm phát, rồi thì đủ thứ chuyện trên đời, nghe nói mỗi thứ, nghe nói là dầu tràn bên trên biển, rồi có nhiều cái nó lạm phát, rồi xong rồi vỡ nợ trần, trời, nhiều vấn đề nữa. Thì tôi nghe thằng Danny Phạm nó nói thôi, nhưng mà cái điều là tôi biết đó, này ăn nói nó từ tốn, chậm rãi, rất là dễ thương, tôi mến đó. Thì tôi có đưa cho cái clip của Trang coi rồi đó, trong đó có nhiều cái vấn đề của nước Mỹ hiện giờ đang đứng trước mặt nguy cơ, nó nhiều các nguy cơ lắm. Ok rồi, còn tôi sẽ mong là tôi hôm nay tôi kiểm tin Việt Nam thấy Hà Nội mở cửa, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, không còn trùm mền, đi ra ngoài, giờ gió bắt đầu đi ra gió, mình qua khỏi cơn cúm rồi. Rồi gió nhưng mà còn che chắn ông nội đừng có ra đâu, cái mà nó trúng gió đó. Ok, không có đúng đâu. Anh nghiên cứu Việt Nam, chữa cúm hay lắm anh. Ai cũng có một cái bài chúc cúm ở trong nhà người ta. Việt Nam mình chữa cúm giỏi lắm. Không phải chịu cúm thường ở Việt Nam mà thường á là thường nó có tủ thuốc gia đình. Mà trong có tủ thuốc gia đình thì nó có, tôi nhớ mà kiểu băng bông nè, rồi dầu gió nè, rồi xong dầu cù là nè, rồi dầu nhị thiên đường nè, rồi dầu xanh nè, rồi nói chung là rồi xong rồi thuốc mang cảm cúm. Mà người Việt Nam cảm cúm nhiều rất là giỏi, hầu như nhà nào ấy mà thường có một bài thuốc nó buồn cười. Mày cảm cúm tao nghe cái dầu nào xong ăn cháo trắng với lại hành với lại đó, rồi xong rồi cái đắp bền lại cho nó đổ mồ hôi ra, khái là những cái bài thuốc dân gian mà rất là hiệu nghiệm. Rồi xong rồi còn có bằng cạo gió nữa. Ê, cạo gió đó. Ok, mình cũng mừng lắm anh. Đúng rồi, thì cái đó là cái mình hy vọng là nếu mà được như vậy thì cái ngày mà hai đứa mình về Việt Nam thì nó cũng gần thôi, tại vì nó cần gửi sớm thì mình về sớm vậy thôi. Tôi là bây giờ con người tôi khó chịu lắm rồi anh ạ. Tôi thèm phở chết, qua kia mới bố trên cơ phở năm 2019 á. Ôi ơi, nhớ thèm. Anh Hiểu đây nè, nhà tôi có nhà hàng. Anh Hiểu tôi nói tôi đang làm nhà hàng luôn mà, nhưng mà anh thấy khổ lắm, không có làm sao qua được cái phở Việt Nam cả. Nó kiểu gọi khổ. Mà nhớ thì tôi khoái nhất là cái chén mà tuyết có trứng trong đó nha. Trời ơi, làm gì có, trời ơi. Ok anh, hy vọng là đấy mình có chuyện vui Việt Nam mình thì đó. Hôm nay thì anh chia sẻ sự vui bỏ sông. Cái sự chia sẻ của anh hôm nay là tại vì anh vui quá, tại vì anh cảm thấy là người đất nước mình coi như là đã thoát khỏi cơn giống như kiểu như cơn cảm cúm đi.